Xin chào bạn, hôm nay đại lý Nắp Phun Nước chúng tôi xin giới thiệu bạn cái bộ sen tắm nóng lạnh cao cấp có cái mã hiệu là BFV 6003S. Đó. Thì tại sao tôi nói cao cấp thì thường là cái dòng của Inac mà chúng ta thấy có bốn chỉ số thường là dòng cao cấp ha. Bên đây là cái thông tin của sản phẩm, đây là cái mã sản phẩm nè. Chất liệu của nó là chính là bằng đồng mạ rôm niken ha. Sản phẩm này thì được đóng gói ở nhà máy lắp ráp, đóng gói nhà máy Gia Lâm Hà Nội. Đó. Tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra để ta xem cái sản phẩm này có những cái bộ phận gì, cũng như là những cái phụ kiện gì ha. Thì đầu tiên là tôi thấy là cái có tờ giấy hướng dẫn lắp đặt cũng như nó ghi chú những cái bộ phận ở bên trong của cái bòi này. Chúng ta nên xem qua cái này để chúng ta lắp đặt ha. Cái bộ phận tiếp theo là cái dây sen. Thì cái dây sen này á, thì nó là chất liệu bằng nhựa cứng mạ rôm niken và nó có dạng lò xo, dạng co gập như sử dụng rất là tiện, và chiều dài của nó là 1,5 m nha bạn. Tiếp theo là cái tay sen. Thì cái tay sen này có thiết kế tương đối lạ và ít gặp đó. Nó dạng như cái que như này đó. Có nhiều lỗ thoáng nước trên đây. Và cái tay sen này thì nó có hình thuông dài. Trên đây có logo Inac. Và cái này là chất liệu nó bằng nhựa nha bạn. Và nó có mạ rôm niken sáng bóng phía bên ngoài, tương đối là lạ mắt. Ngoài ra thì nó còn có cái gã sen. Đây cái gã sen. Cái chụp chân sen tương đối là to và hình tròn. Chất liệu ngoài ra nó có một cái phụ kiện này, tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho bạn là cái đó dùng để làm gì hả. Đây là cái cụ sen chính của cái bộ phận sen này. Sen này rất là to và nặng các bạn. Cái cần này rất là nhẹ mà nó dòng cao cấp nên có thể là nó cái van của nó là nó sử dụng chất liệu carbon bằng cái những chất liệu tốt hơn đó, rất là to và thiết kế cũng tương đối lạ mắt. Thì đây là cái xả xuống xô hướng chậu nè. Cái cần này là chuyện từ cho cái xả xô chậu lên cái tay sen, và cái cần gật gù bên đây là nước lạnh, bên đây là nước nóng ha, là điều chỉnh qua lại. Đây phía sau của vòi tương đối nặng, tôi cầm rất là khó. Phía sau này là nó có cái tem, cái này là vừa là tem bảo hành vừa kiểm tra hàng thật giả, và chúng ta nhắn về tổng đài của Inac thì được tem bảo hành 1 năm. Và đây là cái mã sản phẩm BV6003S ha. Thì cái chân sen này khoảng cách này là nó là 150, chúng ta có thể dao động từ 140 đến 160 chúng ta lắp đặt được. Còn tôi nói hôm nay cái này có tác dụng này nè, nó mở cái nút này ta. Để mở mọi đây chúng ta mở cái lưới lọc ở đây ra được ha. Đó. Cái này chủ yếu tác dụng vậy thôi, vì cái lưới lọc này chúng ta có thể dùng một thời gian á, thì chất bẩn của nó bị cạn ở đây, ta tháo ra chúng ta vệ sinh lại ha. Đó. Thì nó không tác dụng vậy thôi. Thì cái sản phẩm này thì nó bao gồm các phụ kiện như sau ha. Đây cái cục sen nè, chụp chân sen, gã sen, tay sen và dây sen. Thì sản phẩm này hiện tại đang được cung cấp ở đại lý lớn nhất chúng tôi. Quý khách cần mua hàng có thể liên lạc cho chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip, hoặc là chúng tôi sẽ có để một cái đường link sản phẩm vào cái phần mô tả. Chúng ta có thể click vào đó xem giá khuyến mại như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại.